Thiên hạ này có một nữ nhân như vậy sao? Trùng phùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng có chấp như chưa tin vào ý Phật? Thủy chiều lên phi điều bay cao, trần gian không còn ai ở. Nguyện một kiếp độ nàng thoát tam đồ.